Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Princess Lifestyle 1-800-990-8319. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Lý Đô Sài Gòn TV trong chương trình Bản tin tổng hợp chiều. Và bây giờ Lê Thái xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Bão Lan gây tàn phá và ngập lụt khắp nơi. Phụ huynh chặn lối vào tại trụ sở của Uvalde. Cảnh sát truy lùng tay súng khiến 6 người bị thương trong trường học. Và sau đây là phần tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, bão Lan đổ bộ thành bão cấp 4 một chút sau 3 giờ chiều vào ngày hôm qua, dọc theo bờ biển phía tây nam của Florida. Các cộng đồng ven biển bị tàn phá trong nhiều giờ. Những cơn gió dữ đã thổi các mảnh vỡ, quật ngã các cây cối và thiết lập hệ thống báo động, đánh sập đường dây điện. Triều cường đe dọa đến tính mạng và các nhà dự báo đã cảnh báo về những ngôi nhà và khu dân cư bị ngập lụt, đẩy mực nước ở một số khu vực lên mức cao kỷ lục. Nước ở thành phố Fort Myers cao hơn mức kỷ lục từng được quan sát kể từ khi các viên chức bắt đầu ghi lại các phép đo vào năm 1965. Đến đêm ngày hôm qua thì cơn bão cũng đã suy yếu thành bão cấp 2 và theo John Iverson, một cư dân ở Fort Myers, nói rằng anh đã đi qua và di tản nếu nhận ra khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề như thế nào. Iverson đang trú tại nhà của một người bạn vào chiều ngày thứ Tư, nhưng ngay cả khi ở đó, tầng 1 hầu như là chìm dưới nước. Iverson cho biết ngôi nhà của anh đang trú ẩn có nhiều tầng cao hơn nên anh có thể tạm trú ngụ. Nước lũ dữ dội từ cơn bão tràn ngập các đường phố ở phía tây nam của Florida và những chiếc xe hơi dưới làn nước lũ cao tới vài mét. Tại cộng đồng của Naples, cảnh sát đã ban hành lệnh giới nghiêm cho đến khi có thông báo mới. Hiện có khoảng là 2.500.000 người bị mất điện và riêng tại quận Lee County, cảnh sát cho biết hàng trăm người có thể đã thiệt mạng sau cơn bão vì nhiều lý do, mặc dù con số này chưa được kiểm chứng. Phụ huynh chặn lối vào tại trụ sở ở Uvalde. 18 tuần sau khi một tay súng vào trường tiểu học Rob và giết chết 19 học sinh và 2 giáo viên trong một lớp học, phụ huynh cho biết đã yêu cầu học khu của Uvalde, CISD, có hành động chống lại các cảnh sát của họ. Brett và Nikki Cross đã đến trụ sở của học khu Uvalde từ sáng sớm ngày thứ Ba và chặn lối vào. Họ nói rằng họ sẽ không rời đi cho đến khi giám đốc của Uvalde, Hall Harrell, đình chỉ các cảnh sát của học khu đã đứng ở hành lang trong 77 phút trong cuộc thảm sát mà không hề có một hành động gì. Theo lời bà Nikki, kể từ khi vụ nổ súng xảy ra, chúng tôi đã đến mọi cuộc họp hội đồng nhà trường để cầu xin, khóc lóc nhưng không hề có hành động. Hiện nay, những phụ huynh này cho biết họ không van nài nữa mà yêu cầu học khu phải có hành động sa thải những cảnh sát này trong khi chờ điều tra. 6 người lớn đã bị thương trong một vụ xả súng vào ngày hôm qua tại khuôn viên trường học East Oakland ở California. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nghi phạm. Cảnh sát nhận được báo cáo về vụ nổ súng vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa tại cơ sở King Estate của East Oakland, nơi có 4 trường học khác nhau. Và cảnh sát cho biết vụ nổ súng đã xảy ra tại trường trung học Rosedale, tìm thấy 6 người lớn bị thương, trong đó có 2 người bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm ít nhất một kẻ xả súng, mặc dù có thể nhiều người tham gia. Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, viết trên Twitter rằng, vụ nổ súng hôm nay tại một trường học ở Oakland là một hành động bạo lực kinh hoàng, đã trở nên quá quen thuộc. Tuy nhiên, một lần nữa, trẻ em lại kẹt trong làn đạn. Điều này không thể tiếp tục. Bạo lực súng đạn đã cướp đi quá nhiều mạng sống từ các cộng đồng của California.
chỉ vì con mèo, một người chết, một người ngồi tù. Một người phụ nữ 20 tuổi bị buộc tội giết người vì bị cáo buộc đụng vào một người đàn ông ở Cyprus vào cuối tuần vừa qua. Theo lời nghi phạm, cô gái tin rằng người đàn ông này đã tìm cách cán lên con mèo qua đường. Phát ngôn viên của văn phòng biện lý quận Cam cho biết, cô Hannah Star Easer, người sẽ ra hầu tòa ở Westminster vào ngày 13 tháng 10. Esser đã bị bắt vào đêm ngày Chủ nhật vừa qua sau khi cảnh sát ở Cyprus được gọi đến khu 9700 trên phố Graham ngay trước 8 giờ 25 phút tối và tìm thấy nạn nhân tên là Victor Anthony Lewis, 43 tuổi, nằm chết trên đường. Theo điều tra, nạn nhân Lewis và nghi phạm Esser đang di chuyển theo hướng Bắc trên làn đường Graham, dừng xe và bắt đầu tranh cãi. Esser nghi ngờ anh ta đã cố gắng cán lên một con mèo trên đường phố. Sau khi cãi nhau, Esser đã quay trở lại xe và tiếp tục tranh cãi trước khi lái xe ủi vào người của Lewis, khiến cho thân của anh này bị tung lên mui xe và kính chắn gió và nơi rơi xuống đường, chết tại chỗ, thưa quý vị. Theo lệnh truy tố, thì công tố viên quận Cam cho biết hành động bạo lực đối với một người là cho thấy sự coi thường hoàn toàn đối với mạng sống của con người. Esser, 20 tuổi, phải đối mặt với mức án tối đa là 25 năm cho đến chung thân nếu bị kết tội. Hiện cô vẫn ngồi tù vì tiền bảo lãnh lên đến con số 1 triệu Mỹ Kim. Vì nạn nhân đã chết và không có nhân chứng, không ai biết có thật sự ông Lewis có cán qua con mèo hay không. Nguồn tin không cho biết nhưng cảnh sát có thu lượm được xác của một con mèo hay không. Ứng viên thống đốc của Pennsylvania kêu gọi cáo buộc giết người đối với những người phụ nữ vi phạm lệnh cấm phá thai. Ông Doug Mastriano, hiện là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cho chức thống đốc bang Pennsylvania, từng tuyên bố vào năm 2019 là ông muốn buộc tội giết người cho những phụ nữ vì vi phạm lệnh cấm phá thai. Ông Mastriano từng thảo luận về dự luật mà ông đã tài trợ khi còn là một thượng nghị sĩ của tiểu bang. Dự luật sẽ cấm hầu hết các trường hợp phá thai khi có thể phát hiện được nhịp tim của thai nhi, thường là khoảng tuần thứ 6 của thai kỳ, trước khi nhiều phụ nữ biết mình mang thai. Mastriano nói, nếu đó là một con người, nếu đó là một công dân Mỹ ở đó, một đứa trẻ nhỏ, tôi không quan tâm quốc tịch đó là gì, nó xứng đáng có quyền bình đẳng trước pháp luật. Ông tin là bào thai đã trở thành một con người dù bất cứ là thời kỳ nào trong thai kỳ. Tuy nhiên, hôm nay khi được hỏi trở lại thì ứng viên Mastriano đã đưa ra quan điểm khác. Ông nói, tùy thuộc vào người dân ở Pennsylvania, nếu người Pennsylvania muốn có ngoại lệ, nếu họ muốn giới hạn số tuần mang thai để cấm không được phá thai, quyết định này sẽ phải đến từ cơ quan lập pháp và sau đó đến bàn làm việc của thống đốc để được ký ban hành. Vấn đề phá thai đang trở thành trọng tâm trong các cuộc tranh cử của đảng Dân Chủ sau khi tòa tối cao pháp viện cho phép đưa luật này trở về tiểu bang quyết định. Kính thưa quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của đài Lido Sài Gòn TV. Sau phần quảng cáo sẽ là một điểm tin nổi bật với nhà báo Đinh Quang Anh Thái liên quan đến tin Mỹ và đồng minh quyết tâm giúp Ukraine lâu dài. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều của đài Lido Sài Gòn TV một lần nữa. Thì Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chúc quý vị có một buổi chiều thứ năm thật bình an và hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai.